Cái này là bắp cải dài. Cây con của nó nè. Húng cây. Cúng cây. Cúng cây là chắc cũng ương hột hay ta? Thơm không? Mình phải bứt lên mới nghe mùi được chứ. Húng cây là để ăn với miếng thịt heo chấm mắm nêm. Đúng không? Thịt luộc á. Thịt luộc chấm mắm nêm. Bứt lá lên là thèm miếng, có thèm có miếng thịt luộc đúng không? Cuốn rồi. Hoặc là kẹp với miếng chú dê nướng. Sao giờ em chưa ra coi luôn.